mùa Vu Lan lại về trên quê hương đất nước Việt Nam. Tiết Vu Lan bâng quân nhớ cha ân dưỡng dục, mùa báo hiếu bồi hồi thương mẹ đức cù lao. Bằng tất cả tấm lòng tôn kính và tất dạ chí thành chí hiếu hướng vọng về cha mẹ tổ tiên, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại chùa Linh Bửu, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng trụ trì Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, đã hướng dẫn Phật tử đạo tràng trang nghiêm trọng thể tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563. Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Quận, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Trưởng Ban tổ chức đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Nhật Vân, nguyên Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Nhuận Đức, Phó Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Giác Nguyên, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng Ban pháp chế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công, Đại đức Thích Đức Thắng, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phước, Đại đức Thích Thiện Nghiêm, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Chư Tôn Đức Tăng Ni thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tăng Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đông đảo Phật tử câu hội về tham dự. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Khuê, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, đồng phó Ban Tôn giáo tỉnh, ông Võ Ngọc Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phú Đông, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Phòng Nội vụ Ủy ban Nhân dân huyện, ông Võ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Phan Văn Chánh, Trưởng Công an huyện, ông Lê Thanh Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thới, cùng quý vị đại diện các ban ngành huyện Tân Phú Đông, xã Tân Thới và địa phương sở tại đồng về tham dự. Để bắt đầu vào buổi lễ, đạo tràng chùa Linh Bửu cùng các em thanh thiếu niên thuộc ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện Niêm Hương Bạch Phật và Quang Lâm Hội trường Thứ Đệ An Tọa. Đại đức Thích Nhuận Đức dẫn chương trình, tuyên bố lý do, nêu lên duyên khởi của Pháp hội Vu Lan, lợi ích thiết thực và nét đẹp của ngày lễ tri ân báo hiếu mà chư Phật từ ngàn xưa chỉ dạy và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn bày tỏ vui mừng vì huyện Tân Phú Đông là vùng đất có nhiều cách trở với các huyện thị khác. Số lượng tăng ni hành đạo nơi đây còn rất ít. Việc tổ chức đại lễ Vu Lan với sự tham dự đông đủ của Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ là ấn tượng tốt đẹp để Phật tử nơi đây tinh tấn tu tập. Đây cũng là dịp
để Phật tử hiểu thêm về cách báo hiếu báo ân đúng chánh pháp. Trong niềm hân hoan của ngày lễ, các em thiếu nhi Phật tử tại đạo tràng kính cẩn dâng lục phẩm cúng dường lên chư tôn đức. Tiếp theo là bài múa dân hoa. Từng nét mặt hồn nhiên rạng ngời của các em đã góp phần tạo nên không khí sinh động cho buổi lễ. Các bài hát về công cha nghĩa mẹ cũng đã được ca sĩ Từ Lộc và các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn cúng dường trong buổi lễ. Tiếp theo là tiết mục hoài niệm ân đức sinh thành cho sư cô Thích Nữ Diệu Nhật, thay mặt đạo tràng chùa Linh Bửu kính dâng lên trong buổi lễ. Vu Lan báo hiếu mẹ cha đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người con Phật. Mỗi khi Vu Lan về, trong lòng chúng con lại bồi hồi cảm niệm về công ơn của hai đấng sinh thành. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui, mẹ gánh hết buồn đau. Đời đắng cay, riêng mẹ dấn thân vào. Nuôi con lớn, mẹ héo mòn thân xác. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha dành đỉnh núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Từng cánh hoa hồng lần lượt được các em thiếu nhi cài lên ngực áo của chư tôn đức tăng ni, bày tỏ lòng quý kính đến các bậc hướng đạo sư đã từng ngày âm thầm hướng dẫn Phật tử tu nhân học Phật. Theo lời dạy của Đức Phật, để cho hàng Phật tử trọn vẹn phước điền, hồi hướng về các đấng sanh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu, chư tôn đức trong pháp hội đã hòa âm tụng kinh Vu Lan để Phật tử nhiễu y và như pháp tác bạch cúng dường. Yeah.
ni Phật. Nam mô đại diện một thiền liên tôn giả tác đại chứng minh. Bến giác chiều thu sông đạo nhạc, những ai là kẻ mang ân nặng, điều phận lòng thành đón tương lai. Đầu từ đến hàng Phật tử, Hòa thượng Thích Hạnh Trân tán thán hiếu tâm hiếu hạnh của Phật tử tại đạo tràng. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu về, quý vị đã y theo lời Phật dạy và được sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì tổ chức trang nghiêm pháp hội. Đây là một phước điện lớn. Ngoài việc đem công đức lành này hôm nay hướng về cha mẹ hiện tiền cũng như ông bà quá vãng các bậc thầy tổ, tôi khuyên quý vị nên dành chút ý niệm để nhớ đến ơn đất nước, những người đã hy sinh để chúng ta có được nền hòa bình, độc lập, để được tự do tu tập và tổ chức những pháp hội ý nghĩa cao đẹp như hôm nay. Xin chúc cho toàn thể hội chúng vui hưởng niềm hạnh phúc bên cha mẹ và người thân trong mùa Vu Lan báo hiếu. Đại lễ Vu Lan tại chùa Linh Bửu, huyện Tân Phú Đông đã được khép lại viên mãn sau lời cảm tạ của ban tổ chức. Nếu thành rồi thì mẹ không còn nữa, đó là định luật của tạo hóa, sanh lão bệnh tử và sanh trụ viện nguyện. Đâu nhân lần mẹ đến với con để đem theo thức lễ vô thường tắp hương còn lễ kiền liên tâm nhỏ xuống có mùa bóc có hương, tức đại đức một người liên một người gương mẫu trong đất quả tiếp thảo cách đây trên 2000 năm lịch sử. Bây giờ chúng tôi thiết tưởng quý vị là những hình ảnh của đức một kiền liên quỳ dưới chân chư tăng và dân phạm phật cúng dường cầu phước cho mẹ. Điều đó rất là tốt. Vì sao vậy? Vì quý vị làm như thế này có phải đấu kết được cái nền tảng đạo đức của dân tộc, của truyền thống đạo đức của dân tộc, để chi những cái hệ mai sau nó thiêu lương này mà trở về chùa thực hiện những cái nghi lễ như thế này. Do đó mà trong 3 tháng kiết hạ an cư chúng ta theo cái định luật của Phật chế định, tức là 3 tháng tất cả trụ xứ tu tập giới định tuệ để chi để ôn lại quá trình hành đạo và để phát triển trí tuệ để có những cái phương thức quá độ chúng sanh. Dầu cho tóc trắng bạc đầu, dầu cho y đã thay màu có hương, dầu cho pháp dược ma cường đốt đèn quý tệ so đường của sách, thật thế chúng ta sống trong cuộc đời này 5, 70 năm, 100 năm rồi cũng phải ra đi. Nhưng chúng ta đi với hành trang như thế nào, đó là vấn đề đặt ra của Phật tử. Và những việc làm như thế này quý vị rất là tuyệt vời, nhìn ăn nhìn mặc bớt đi cái chi phí gia đình để đóng góp với của thần này, để thực hiện cái lễ rất là trang nghiêm và trang trọng như thế này là rất là tốt. Cho nên người xưa có nói chúng ta đã sanh sanh tử tử nhiều nhiều quá, sanh tử 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 rồi sanh, sanh ra lớn lên rồi tử tử, nhưng mà ra đi chúng ta phải có một cái hành trang. Đó là gì? Là tâm trong sáng, vô tư tha thứ tất cả để đến một cảnh giới đạo đức trong sáng. Hôm nay quý vị thực hiện như thế này, trong tương lai các thánh tổ ấm quý vị sẽ thành tố với cảnh giới chư thiên, còn đến phương của tổ chức gia đình có đạo đức, có giáo dục, có kinh tế. Đó là cái điều rất là tốt. Có những người đã đời họ được xác là người là cái phước đấy, nhưng mà họ chỉ làm và ăn xong hưởng thụ chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề này, vì họ có niềm tin Phật pháp. Cho nên đức Phật của chúng ta nó có 3 trang vật không làm được. Thứ nhất là vô vi, không có gì như Phật pháp. Thứ hai là định nghiệp nó đến rồi thì chấp nhận thôi. Thứ ba là những cái việc mà phát sinh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà nó phát sinh, phát sinh thì Phật còn có lại. Cho nên việc là cái điều này cũng quý báu, kính thưa quý liệt tiền, vì cái nơi gọi là trung tâm chùa An Tự Thiện Phạm Vũ không có thuần tí để phục vụ cho tín ngưỡng không,
nó mới đến đây để cầu nguyện tu tập về tín ngưỡng. Nhưng mà chùa nó là trung tâm giáo dục cộng đồng, nam phụ lão ấu ai đến chùa biết giữ giới, biết tu dưỡng thì người đó là công dân tốt, làm sao rất tuyệt vời. Chùa có phải là đáp ứng về tín ngưỡng mà còn là cái trung tâm giáo dục. Đến chùa quý vị cố gắng học tập Phật, giữ hành vi cánh, xây dựng một nền tảng đạo đức ban đầu cho mỗi người Phật tử tam quy trở về với Phật hoàn tăng và năng giới cánh đó, cái hành trang, cái nền tảng đạo đức mà quý vị xây lên những từ cảm ơn người. Do đó mà một lần nữa chúng tôi xin thay mặt đại tăng trước hết là tán dương công đức của quý vị và tiếp đến để nhận cái pháp y này dâng lên cúng dường mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát hiện tiền như công đức tăng ni, nhận pháp y này để ra quả pháp đời sanh hướng phúc đạo tràng.